Năm 1792, vua Quang Trung đột ngột qua đời. Thái tử Quang Toản nối ngôi khi mới 9 tuổi, khiến triều Tây Sơn dần rơi vào tình trạng suy yếu. Lợi dụng cơ hội đó, tháng 4 năm Quý Sửu 1793, Nguyễn Ánh mở cuộc tấn công lớn chia làm 3 đạo, tiến đánh lấy Bình Thuận, Diên Khánh, Phú Yên rồi bao vây thành Quy Nhơn. Bình Thuận, Diên Khánh, Phú Yên đã rơi vào tay Nguyễn Ánh. Nay thành Quy Nhơn của ta cũng bị bao vây cả tháng trời. Nếu cứ thế này thì nguy mất. Khởi bẩm Tây Sơn Vương, quân Nguyễn tới đây thiếu thốn đủ thứ, lương thực cũng dần cạn kiệt. Nếu ta cứ cố thủ trong thành, ắt giặc thấy khó mà lui thôi ạ. Như vậy cũng không ổn. Chúng ta đang ở thế bị động. Nếu không chủ động xoay chuyển tình thế, thì trước sau gì Quy Nhơn cũng mất về tay Nguyễn Ánh thôi. Dạ bẩm, chẳng phải chúng ta còn có triều đình Phú Xuân sao ạ? Dù Quang Trung bệ hạ đã qua đời, nhưng vua Cảnh Thịnh cũng là cháu ruột của người, khi biết người gặp nguy không thể không cứu. Ba anh em Tây Sơn ta từ khi dựng cờ đảo dưới nghĩa đã trải nhiều trận mạc. Anh em xảy ra hiểu lầm dẫn tới mối bất hòa không đáng có. Ta cũng thực đau lòng lắm. Nay chú Ba Thơm đã mất, Quang Toản cháu ta còn nhỏ, Bùi Đắc Tuyên lấy cớ phò trợ mà thao túng triều chính. Nhưng lúc này có khi ta phải viết thư ra Phú Xuân mới mong cứu vãn tình hình. Dù sao trong triều vẫn còn các tướng sĩ nể mặt ta. Dạ đúng ạ. Được rồi, ta sẽ lập tức viết thư. Ngươi hãy cầm thư của ta giao tận tay Quang Toản. Còn ngươi, bố trí binh lính canh phòng cẩn mật, chớ để sơ hở mà mất thành. Tuân lệnh. Tây Sơn Vương, bẩm Tây Sơn Vương, Cảnh Định Hoàng đế đã cử tướng Phạm Công Hưng đem 17.000 quân bản bộ và tướng Đặng Văn Chân đem 39 thuyền vào cứu viện rồi ạ. Tốt, tốt lắm. Dù gì ta với bệ hạ cũng là quan hệ máu mủ, làm sao thấy chết mà không cứu. Chúa công, nguy rồi chúa công. Bẩm chúa công, Nguyễn Nhạc gọi cứu trợ từ thành Phú Xuân. Bọn chúng đã giết phần lớn quân ta ở Quy Nhơn rồi. Tưởng đâu khi xưa Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ có hiềm khích với nhau. Này Nguyễn Huệ chết rồi mà Phú Xuân vẫn cứu viện cho Quy Nhơn. E rằng bọn chúng sẽ giành lại Phú Yên, Diên Khánh và Bình Thuận từ tay quân ta mất. Mau sai người chuẩn bị, ta phải rút về Gia Định cố thủ. Ngươi và các tướng phải cố giữ Phú Yên, Diên Khánh, Bình Thuận. Về tới Gia Định rồi, ta sẽ tính kế để triệt hạ cả Quy Nhơn và Phú Xuân. Tuân lệnh chúa công. Tháng 4 năm Giáp Dần 1794, quân Tây Sơn phản công chiếm lại Phú Yên và tiến đánh thành Diên Khánh. Trong khoảng thời gian từ năm 1794 đến năm 1798, quân hai bên vẫn cầm cự nhau ở vùng Diên Khánh. Quân Nguyễn mấy lần tấn công ra Quy Nhơn, Quảng Nam nhưng đều bị đánh lui. Năm 1793, Nguyễn Ánh đem quân tấn công chiếm lấy Bình Định, Phú Yên, Diên Khánh rồi bao vây thành Quy Nhơn. Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc phải cầu cứu vua Cảnh Thịnh. Vua Cảnh Thịnh sai Phạm Công Hưng vào cứu viện, giải vây thành Quy Nhơn. Nhưng rồi nhân đó chiếm giữ lấy thành trì, tịch biên cả kho tàng, khiến Nguyễn Nhạc uất ức mà chết. Quân Tây Sơn ta trước giờ không chịu khuất phục, đi đến đâu thắng đến đó. Là do công của Tây Sơn Vương đã gây dựng cả đó ạ. May nhờ có Quang Toản, còn để tình máu mủ mà ứng cứu. Chứ không thì không biết khi nào thành ta mới hết bị quân Nguyễn Ánh bao vây. Bẩm Tây Sơn Vương, Phạm Công Hưng đưa quân vào giải vây thành Quy Nhơn của ta, rồi nhân đó chiếm giữ luôn cả thành trì của ta. Bọn chúng tịch biên cả kho tàng. Sao Quang Toản dám làm như vậy với bổn vương sao? Tưởng đâu giúp ta, hóa ra lại nhân cơ hội này mà chiếm thành của ta sao? Không lẽ ta mất thành không phải do giặc mà do tình máu mủ sao? Bệ hạ, thái sư, vi thần nghe nói Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc không có bệnh tật gì. Ấy vậy mà khi nghe tin Phạm Công Hưng chiếm lĩnh thành Quy Nhơn, lại tức giận quá mà thổ huyết ạ. Chỉ là thổ huyết thì có gì phải lo. Ông ấy phải biết rằng ông ấy đã già, sức lực không còn bao nhiêu. Đất Quy Nhơn kia vốn là của triều Tây Sơn ta. Nay ông ấy không giữ được thì bệ hạ cho quân thay ông ấy canh giữ. Dạ bẩm, nhưng ông ấy đã bất tỉnh cả tuần nay rồi,
E rằng không qua khỏi ạ. Sao? Bác cả bệnh tình nặng tới vậy sao? Bệ hạ chớ lo lắng. Người già ốm đau là chuyện thường. Chẳng phải phụ hoàng của người cũng đang ở tuổi sung sức mà lâm bệnh đột ngột đó sao? Ta phải nhân cơ hội này chiếm giữ Quy Nhơn và cả đất Quảng Nam nữa. Làm như vậy không được. Bệ hạ phải nghe thần. Theo thần, chỉ cần phong cho con trai của Tây Sơn Vương là Hiếu Bảo làm hiếu công, cho ăn bổng lộc một huyện gọi là Tiểu Triều. Đất Đại Việt không thể chia nhiều mối được. Ông ơi, ông có việc gì hay sao? Thời thế thời, bệ hạ đột ngột lâm bệnh qua đời. Thái tử còn nhỏ, nối ngôi, để cho ngoại thích Bùi Đắc Tuyên chuyên quyền. Đến Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc cũng vì mất thành Quy Nhơn vào tay Phạm Công Hưng mà uất hận đến chết. Bà nói xem, như vậy làm sao tôi vui cho được? Đúng là mọi thứ thay đổi, không ai có thể lường trước được. Trong lúc quân Nguyễn Ánh không ngừng đánh phá, lẽ ra anh em Tây Sơn phải đồng tâm hiệp lực, thì lại đi tranh giành, khiến mâu thuẫn ngày càng sâu. E rằng đại nghiệp Tây Sơn chẳng mấy chốc mà tan. Vương triều Tây Sơn dưới sự trị vì của vua Cảnh Thịnh càng lúc càng suy yếu. Những mâu thuẫn bên trong không được khắc phục mà ngày càng khiến nội bộ quân Tây Sơn dần tan rã, báo trước sự sụp đổ